này xá lợi tử, trong đó chân như chẳng thể nắm bắt được, chân như của chân như cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó chân như còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của chân như có thể nắm bắt được trong đó pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng nổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghì cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì trong đó Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của Pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ có thể nắm bắt được. Này xá lợi tử, trong đó bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, chân như của bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó bốn niệm trụ còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của bốn niệm trụ có thể nắm bắt được trong đó bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được này xá lợi tử, trong đó thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, chân như của thánh đế khổ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó thánh đế khổ còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của thánh đế khổ có thể nắm bắt được trong đó thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được chân như của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó thánh đế tập diệt đạo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được này xá lợi tử trong đó bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được chân như của bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó bốn tịnh lự còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của bốn tịnh lự có thể nắm bắt được trong đó bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được vì sao vì trong đó bốn vô lượng bốn định vô sắc còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể nắm bắt được này xá lợi tử trong đó tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám giải thoát cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó tám giải thoát còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của tám giải thoát có thể nắm bắt được. Trong đó tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó 8 tháng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chân như của 8 tháng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ có thể nắm bắt được này xá lợi tử, trong đó pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó pháp môn giải thoát không còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao vì trong đó pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được.